Dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, nhớ chút kỷ niệm ban đầu tôi quay gót trở về đây. Để làm gì? Để nói cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện đau thương của kẻ sắp đăng trình. Hôm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cũ, thì mấy người con gái đã sang sông. Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi. Ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiễn mùa thu và một giấc mơ buồn bã. Rồi một chiều nào bà có dừng chân nơi quán lá, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Sẽ ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc, như loài chim buồn lạc lõng giữa đêm sương. Bà ơi, nếu một phút giây nào bà có chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà thề non hẻ đêm, thì xin bà hãy quay về dùng niệm và khóc cho nhau dài giọt lệ ban đầu. Kìa, ông là ai mà giọng nói như nghẹn ngào nức nở, nhắc chuyện ban đầu của hai đứa vừa mới yêu nhau. Ông ơi, có phải chăng ông là kẻ đã xa đi và bỏ lại sau lưng một nỗi buồn trống lặng? Ông là ai? Cuộc đời vàng son qua mộng, bỏ lại bên đường một vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vui đầy hạnh phúc, và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ, cho dặm trời cao không bỡ ngỡ mộng sông hồ. Để cho bà được bình yên lên kiệu cưới. Không, đó là quyết định của sư mẫu, thì làm sao em cãi lại lời người cho được. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta, còn tôi chỉ là một kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Có tiếc thương thì cũng đành xa biệt, mộng mị nào rồi cũng tan cuộc giữa cánh sương. Thì thôi, đường bà đi, cùng đường tôi bước, chẳng gót quang hàm ngộ sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên truyền đồi có lạ, để lắng nghe chim quyên rộn rã kêu sầu. Đó là lúc bà bình yên bên cuộc sống, bên cạnh chồng và những đứa con xinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, mộng sông hồ sẽ vùi lấp bước chân qua.
đừng giết người tôi giết mộng đâu. Đôi ngã từ đây đời nhiều diệt, trọn đời hai đứa phải xa nhau. Nghe mùi lòng dương khô sâu, chưa nói lời cách nào, đành cách xa câu trách hờn nói không nên lời. Mãi đôi đường đôi ngã, tan tác như đều gần nhau phút giây này thôi, cách xa trọn đời nghe. Lần sau cuối rồi anh sẽ dấn thân vào nơi chốn gian nguy. Tâm ơi, trời bấy giờ đã sắp hết mùa thu, những cõi ngô đồng hát yêu trâu trời, những bầy chim sao sắp trở về nam, lòng cho nỗi ly tâm càng thêm buồn. Dòng như lệ phút giây này không biết nói gì hơn, thì đây nghe xin quỳ dưới chân người yêu cũ để anh cần thắp hoài một lần thôi. Dù nửa đêm nay nga sẽ là cô dâu mới, mình sẽ không bao giờ còn gặp lại. Dạ, có chuyện gì vậy anh? Em thấy anh Long đẹp trai không? Anh Long đẹp trai quá trời luôn á. Tôi khổ rồi, hai đứa này cũng mê trai nè. Đẹp trai chịu không nổi luôn á. Ngõ kỳ thời, con kiến mới leo dây. Anh ơi em vẫn chờ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Bao lâu em cũng chờ, mình gặp nhau đây chốn này. Họ hẹn thủy chung sắc son, ta yêu nhau thiệt. Mẹ về nhà đang reo, Thảo ơi hoàng hoàng con sẽ về, sớm mai mình gieo đám mạ như đôi chim số lầu. Mình gặp nhau
nhau đây chốn này nhờ sợi chỉ tơ thiếu dân ta yêu nhau thiết tha. Anh ơi hãy ráng chờ ra duyên anh cưới em. Anh ơi hãy ráng chờ ra duyên anh cưới em. Thầy cũng vậy trời, nói cưới mà có cưới đâu. Nhà ở cùng thôn cách nhau một dòng kinh nhỏ, ngày hai buổi chung trên ruộng đồng cài cấy trước là sao quen, rồi ngày lại ngày qua tình thâm thêm tình. Cùng tại nhan sắc dễ coi nết ra đầm thắm để người ta đớm nhớ thương thầm. Thôi đi miệng lưỡi đàn ông con trai trăm người như một là... lúc mới tỏ tình họ đều tan tưởng mây xanh. Em ơi nghe lời chỉ chẳng qua muốn được bền lâu, từ cái buổi ban sơ cho đến trăm năm đầu bạc. Công cây cưới công cài là ý của thần nóng bằng lòng. Đi em ra diễn anh đi cưới. Sao em ra diễn cưới được chưa? Mẹ ơi, cưới gì mà gấp gáp dữ vậy hả anh? Trời ơi, cưới vợ anh Tết trên nôn quá rồi nè. Anh không sợ người ta chế nhạo á hả? Cưới nhau có gì đâu chế nhạo em. Sợ gió bất lạnh lùng nên tụi nó dội thành luôn. Có không? Con nít đã nắng chưa no lo chưa tới, đã sớm dương mang gái nở chớ à chồng. Thế nào á cũng đánh lộn vì già nắng à. Hàng xóm phải bận à lòng. Em ơi ai không hiểu không thương, cười chê đành chịu miễn lòng mình gật đầu, còn mình thì thiết giá thương nhau. Thương đó thì thương lâu rồi, mà nghe anh xin cưới á, lòng em hồi hộp như mặt nước đang yên, bỗng nhẹ nhàng gợn sóng. Em ơi cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Nói vậy chứ sao? Để em tính lại đã. Thôi rồi em tính lại đi, anh nôn quá rồi nè. Cái gì cũng phải từ từ chứ anh. Mà ngoài đâu em ký nua ba trang, bao lâu anh cũng chờ. Đã thương thì xin chớ dùng duyên anh cưới liền. Lời đã trao ước hẹn còn đời thì chung sáng son. Ra duyên anh cưới em. Anh ơi hãy ráng chờ. Ra duyên anh cưới em. Anh ơi hãy ráng chờ. Ra duyên anh cưới ngài. Thầy cũng hát năm tới năm nay mà nghe nói cưới mà anh đâu có cưới đâu. Ra duyên cưới. Cưới nha. Nhìn sóng nước tung tăng em cúi đầu e thẹn, dòng cỡ yêu thương thoáng mình hãy họ hẹn nay nối nhịp cầu duyên cho hai đứa xưng về. Ôi tình thắm duyên quê tha thiết đậm đà. Em có biết không, mấy em nhỏ ở cùng thôn chia vui nó hát. Nó hát? Mà nó hát sao vậy hả anh? Hát như vậy nè. Hát sao? Anh hai đi cưới chị ba, bưng rượu bưng trà mặc áo thia tho. Ngày rằm rước họ đón dâu, bằng chiếc ghe bầu gắn mái vàng. Đã nghe cho nghiêng mừng đón
mình đẹp làm sao á. Ôi yêu sao quê mình đồng xanh, cây trái tươi xanh, hoa lá reo đôi bờ, nói với nhau đón chờ mong đôi bạn trọn duyên. Xuân ơi xuân đang về, mừng xuân tím hơn liêu lo, xuân ấm na hữu tình, riêng có anh một mình, xin rắn đời dài mong. Nữa, lại đợi chờ nữa. Vậy mà nãy giờ bàn chuyện cưới em khéo lựa lời bài dễ thiệt hay gì đó. Em có biết không, mỗi bận gió bấc về tôi ngủ chim bao là anh thấy. Anh thấy, anh thấy sao? Anh thấy anh là cô dâu. Đi lộn, em là cô dâu, còn anh là chú rể. Hết hồn à. Đã tỏ lòng nhau 3-4 năm nay, xin em hãy hiểu. Em ơi cho ra duyên anh đặng lễ cao cầu, để em về thưa với mẹ một lời đã trao ước hẹn trọn đời thủy chung sắc son. Ra duyên anh cưới em, anh ơi hãy ráng chờ. Em ơi duyên bén duyên rồi đợi chờ chi nữa cho đời mất vui. Cơn gió heo mây, tôi không cô đơn vì tôi hay tôi biết anh yêu cho vui lừa ngôn ngữ trên môi. Bên nay chúng đôi nay tôi xa xôi, bài toán anh xong rồi. Phương Trình đâu thuộc về lại một lần thôi.
giữa đêm trăng sáng, rồi đốt thành cho vùi chôn kỷ niệm đầu. Kỷ niệm ban đầu đành chốn dâu con tên, nhưng đời đã nhiều phép chua xót. Đêm đêm thầm gọi tên người, lắng nghe tình chết lúc ân tình chưa. Tìm ta đó. Dạ, có một kẻ ăn mày. Kẻ ăn mày đến tìm ta để làm gì? Lưu Bình đây, hiền đệ không nhớ anh sao? Ta không biết Lưu Bình nào cả. Nếu mày có đói, Quân, dạ, hãy dọn cho hắn một trái cà thiếu và một tô cơm hầm. Còn là quýnh là đây hộp cơm ta mới ăn bát nước ta mới uống tiết đông sang tô lô mi lạnh cho hồ cầu mắt ngoài lúa gấm để cho mi yên tâm theo bề học dân ta tặng cho mi riêng một thơ phòng. Giỏi. Mày tôi kinh nấu sự nay bản hộ danh đề mi vỗ cánh tay đi. Thưa thượng quan, thằng này đối với thượng quan chi tình chi nghĩa, nay nó tan nhà nát cửa buộc lòng thế hết đầu để nhờ giả thượng quan. Hỏi ôi cây nghĩa kim bằng mi chỉ đáng là trái cà thiêu và một tô. Ơn nghĩa gì mà kể, mi có giỏi á thì học đi, xem trí óc của mươi á có bị được với ta chăng. Còn cơm đó ăn hay không thì tùy ý mi. Ăn à, xin chào mi. Bởi Lưu Huynh ơi, lòng của đệ chỉ có tất trời chân giam. Đệ muốn nhờ trái cà thiêu và tô cơm hầm để gửi Lưu Huynh vào thừa công sân đình. Châu Long hiền thế, ta được như ngày nãy nhờ ơn tái tạo của Lưu Bình. Cô nhóm trong lòng của Lưu Huynh một quán hờn, vậy nàng hãy tay ta tặng cho người một tia hy vọng. Nếu Lưu Huynh ta mà được nàng chiều chuộng, ác sẽ dễ dàng lên tột đỉnh thang mây. Châu Long ơi, Tào Khang chi thế là đạo trọng, nhưng cái nghĩa kim bằng bằng tiền chi giáo mạc cả giống. Người đời ai biết nhau, quan tâm đầu làng ấy
tình xưa lắm xa xưa, tình ta ôi à đầu làng làm cho lòng đã dương quang, tình ta ôi à báo oan cho chồng. Quan cầm đầu làng có nàng về tơ bán tơ, quan cầm đầu làng có chàng ngồi bên án thờ. Tình ta ôi à một lòng rồi mai kinh sư đem sách, tình ta ôi à. Bình ta đã danh đề bản hộ, có xứng được cùng ai kết nghĩa châu trăng. Ủa lã kìa, sao bụi bám cung tơ nhạn của loan phòng. Tình mà ơn, tình mà nghĩa, nàng đi rồi ta cô độc trên đỉnh công. Suốt cuộc đời này làm sao Lưu Bình còn tìm được Châu Long. Còn Dương Lệ, Lệ ơi ta sẽ gặp mi tại giữa công môn. Ta sẽ mắng vào mắt mi cho hả giận. Đối với ta có khó gì giải tâm quay bạn ngàn. Học hay không là do chi của Lưu Bình. Dừng kiệu lại đây Dương Lễ, Dương Lễ đâu rồi? Dạ, kính chào Lưu Hiền huynh. Còn ai, ai đang ngồi với ngươi đó? Kính Hiền huynh, tiện nổi là Châu Long. Hả? Châu Tiểu Thơ, Châu Tiểu Thơ. Thưa Hiền huynh, tiếp đích thì là Châu Long, dân linh chồng. Cho Hiền huynh năng học. Hiền huynh có như trong khi gần vui. Châu Triệu Thơ thiết thường quen sớm quen trưa, chàng chưa thấy đổ thì chưa đóng phòng. Thôi ta đã hiểu rồi, Lưu Bình xin đê đầu bái tạ thân tình của Dương Lễ và đại nghĩa Châu Long. Cho đến giây phút sau cùng ta vẫn là hòn xối nhỏ nằm bên cạnh non cao. Xin mấy diệu, xin mấy có like. Bạch Thu Hà, Bạch Thu Hà, điên cơn lá rơi Thu Hà em ơi, đường dài mình mùng em không đỡ lời, mấy đứa buồn cơn lỡ mình, hết kể chuyện chung tình, khóc than riêng em một. Cây tuôn lá xanh xây mồ cho anh, tình đầu bè bàn trong cơn chiến chinh. Đưa tiếng nào hay rẽ chia cách trở muôn đời. Nói nữa chi thêm nghe mòn mối đợi chờ, hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh kỳ cánh, dạt bay về cuối nẻo trời.
Bạch Thu Hà ơi em ở đâu? Gió Đông Sơn. Bạch Thu Hà. Gió Đông Sơn. Bạch Thu Hà. Bạch Thu Hà em ở đâu? Ta cảm thấy một vùng trời đất hình như đau lòng ba. Dòng lễ tuôn sang khắc vào cây ba chữ Bạch Thu Hà để kỷ niệm ngày ta không còn gặp. Tuấn Mã ơi hãy phi mau về báo tin cho quân ta đặng rõ rằng gió Đông Sơ đã vùi tay trong gió bụi quang hàng. Tiếng kèn thu quân đã cắt liệm từ bao giờ. Hoàng hôn đạp phủ trùm trên bãi chim. Một dẻo buồn lạnh lẽo tiêu sơ. Lá rừng rơi rụng như mưa, phải chăng xây mộ nắm mộ cho anh? Máu hồng theo lễ cuốn xa, nhắc câu chung phí mà lòng ta nghẹn ngào. Bạch Thu Hà. Gió Đông Sơn. Lời gương thiêng
được nguồn công đến nơi. Bây đứa cuộc tận lỡ mất, hết kể chuyện chung tình. Không than riêng em một mình, không than riêng em một mình. Còn đêm
cơm. Hạ cơm. Ủa ở bên đây sao lộn chị bên đây Phó trại chủ. Hạ cơm. Hạ cơm. Ăn nắng hóng phòng lầm rồi. Ta đưa tiếng ai bước lên xe qua về đâu. Trông theo bóng ai mặc lệ nào mãi đền tôi lọc phải rồi. Hạ cơ đang nắng lắm rồi, ăn nhiều thứ nữa vì ta đã tự làm khổ hạ cơ nhiều và ta tự làm khổ cho mình. Từ chấp nhận
gì có bao giờ biết trước được tương lai. Nhớ ngày xưa hả cô cũng bao ước một tiếng đường, cô qua thương đón chào tình đôi. Nhưng giờ đây thiên đường xưa đã dở gì, người ta đã nhẫn tâm cướp nàng có biết rằng ta yêu hạ cơ nhiều lắm không? Biết có trại chủ yêu cũng như hạ cơ, cũng như hạ cơ. Hạ cơ đã thầm yêu đại dương, thầm yêu đại dương mà hạ cơ không một lời gian nói. Cũng như hạ cơ, hạ cơ đã xây dựng một thiên đường lộng lẫy mà ta đã phá tan đi. Trời ơi, đã năm nay tất cả đều đổi thay, mà chính tôi là người gây nên. Tôi muốn quỳ xuống đây cầu xin cùng thượng đế cho tôi ăn năn sám hối tội. Mình ta phiêu bạc, ta sẽ nhớ hạ cơ qua nhiều kỷ niệm. Cũng như mùa thu lặng nhìn lá đổ, những đêm bên bếp lửa hồng mình tâm sự đến tàn canh. Hạ cơ cái này vui, làm cho vui vui phấn khởi hơn, phải không? Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mong đợi, tô thêm vào lòng người chan chứa mọi đêm vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết nay anh cũng chẳng chơi qua, vì mỗi em cười. Sao nè? Chàng chứa cả dương xóm. Bà xa gần đấy mà nghe anh hứa rằng Tết năm nay anh sẽ không ăn xài phung phí, để mình khỏi phải buồn lo như những năm rồi. Thôi đi, ai mà tin. Sao vậy? Cầm ban chỉ còn đơn. Mình ơi, có người mấy ai không có những phút ăn năn. Em hãy cho anh cơ hội, dù tội anh đã làm mà. Anh hứa Tết năm này nè, nhất quyết anh sẽ hồi tâm, để được em khen anh là người chồng gương mẫu. Nói gì được không? Anh hứa có giống như nhạc sĩ Quốc Dũng viết nhạc phẩm bài ca Tết cho em không? Ừ, y chang như vậy đó em à. Không, em không có tin đâu. Anh nói thiệt mà, tin anh đi Mai Phương Thảo. Nói thì nói vậy chứ anh à. Sao em? Tết thì phải có trái cây kiểu mứt
điều này đấy em ơi, mình phải chuẩn bị thiệt nhiều tiền lẻ. Dạ. Để em trao đến mừng túi ta lì xì. Em thấy về việc đốt pháo nhà nước cấm là chính xác. Đúng rồi. Vừa tốn tiền nè, lại dễ gây tai nạn cho người ta. Chứ sao? Còn điều này nữa, anh phải hứa với em. Điều gì nữa vậy em? Anh không được đánh bài để cầm xe như năm trước nữa. Mọi người cực khổ mới mua sắm được, anh nỡ tiêu xài trong những cuộc truy quan. Anh biết rồi. Em ơi. Dạ. Em biết vì sao mà Tết năm rồi anh đi đánh bài không? Vì sao vậy? Anh nói em nghe coi. Nói nhỏ thôi. Anh nói đi. Anh Kim Tiểu Long rủ anh đi. Hả? Anh Kim Tiểu Long anh rủ anh đi đánh bài hả? Anh nói giỡn thôi, chứ anh Long anh không có đánh bài. Anh dễ thương lắm. Tuổi tù mà sao bán. Anh chơi cái khác không à. Hả? Anh ra chơi cái gì vậy? Nói chứ em biết làm sao không? Dạ vậy anh sao? Anh nói em á, không có được giận nha. Dạ anh nói đi. Em biết sao không? Sao nè? Tết năm rồi cũng vì coi bói, ông thầy coi ông nói anh lên hương trời cho. Mạnh tay anh đánh tiếng lên, sắp sáng bài cào chơi gì cũng gom chăn số ta làm giàu. Ai đâu ngờ đem đi cầm dây chuyền, rồi đồng hồ, rồi cầm luôn té. Tết năm này không thèm đi đâu hết, vì đã có em đem lại yêu thương. Giờ anh em không ngăn cấm giao du, rồi xóm bạn bè trong ba ngày Tết mừng xuân quay về. Ba ngày này đi ra đường gặp bạn bè là sai, mềm ở nhà vui hơn. Thôi đi, anh đừng có nịnh quá đi. Anh nói thiệt mà. Tết mà ai bắt anh ngồi ở nhà uống rượu? Chứ sao? Đi nhậu. Ngoài cái việc đi thăm ông bà cha mẹ, anh còn phải chở em đi hát kênh ca cổ kiếp tầm nữa chứ. Kênh ca cổ kiếp tầm là mấy số sau nữa mới mời. Dạ, nhưng mà anh còn phải chở em đi sở thú nữa chứ. Em còn thích đi sở thú nữa hả? Dạ, em thích đi sở thú. Trời ơi, anh biết rồi. Và cũng để nhìn quang cảnh thành phố rộn rã đón xuân về. Đất nước rộn niềm vui trong nắng ấm tơ bề, cầm nhánh mai sắc vàng năm cánh như môi em cười chan chứa cả vườn. Vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì sao nào? Vì đã có em đem lại mong đợi, tô thêm vào lòng người chan chứa mọi niềm vui. Tết này anh không thèm bao, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Bài ca Tết này anh viết tặng cho em với lời yêu thương nhân dịp xuân về. Môi em thơm tựa sen hồng, anh tìm vị ngọt hương nồng thơm tươi. Tết này anh chẳng chơi, vì em đem lại mong mơ đời chưa chờ. Quá,
bộ Thạch Xuyên vào trong ngục tối. À Khắc Thiên Kiều, anh Kiều xa. Bỏ xa đây, để xa nói cho Kiều nghe. Nếu A Khắc Thiên Kiều không trở về ngục tổ, thì tên cũ Thạch Xuyên này sẽ bị cực hình thê thảm nhất. Không, em không về mong cô. Em không về mong cô. Kéo tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tan nô lệ, thì xin tiểu thơ hãy về lại với quê. Kiều, tại sao lại khóc? Không biết nữa, chắc là em đã yêu rồi. Em đã yêu rồi à? Hết trần rồi, hết trần rồi. Em yêu một người xa lạ. Một người xa lạ? Gặp chưa? Mới lần đầu anh. Mới lần đầu mà em đã yêu. Trời ơi, anh chú Sa. Hết trần rồi, hết trần. Làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Mà anh muốn nói với em một điều bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim.
giờ đây đã buông màn rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm đời. Mình đã một thời chất chiều trong tuổi còn mày đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi đến đây dụng ý không phải khất thực hàng ngày. Nếu như vậy ông muốn gì? Tôi chỉ muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cấm ngay! Gã mày hỗn láo, ngươi là ai? Là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn nạn này. Hả? Vô
Dương Mão, anh vẫn còn sống. Dương Thảo Lan, đừng, em gian anh cho tới gần Bảo. Vì sao? Vì sao em lại muốn lánh mặt anh vậy hả? Vì sao? Vì sao? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây đành phải quay lưng cúi mặt trốn chạy người xưa. Như Thảo Lan, để cô quên đi chuyện tình ngang trái, cho dù lòng em vẫn còn thương còn nhớ. Tù tâm tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi thương phải nằm chờ tháng đôi. Trong bao sợ từng cơn gió rét, sợ lúc trời đổ mưa giông làm cho lợt hồng mỗi thắm mắt biết kém xanh tóc mây và dời bao nỗi nhớ niềm thương rai rứt con tim làm cho ai ngày ngày mòn mỏi nhớ mong đêm canh chày thắt thẻo thương cho đời qua lạnh lẽo chốn cô phòng. Trần Bảo, Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở đời tôi, là giọt máu dương tim hồng dưới những trận rối đòn nát tan đâu bằng trái rất ở lương tâm. Tôi nóng lòng muốn gặp lại cô nhân, nên sau khi thoát chết tôi trở về đây để tìm người yêu cô. Nhưng có ngờ đâu lầu mong ngày xưa giờ đâu còn nữa, vì người của tôi yêu đã rẽ lối ân tình. Trần Bảo, Trần Bảo ơi, xin anh hãy hiểu chưa em. Lại ánh trăng kỷ niệm năm nào, cả lại xác bơm dưới cành lan. Cành lan đã sớm rơi mau, còn đâu một áng mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin trả lại người xưa. Dù không lối đào tạo khang thiên xấu, em mang nghiền đôi với anh em không đối giả thay lòng. Và vẫn còn yêu tôi thì tại làm sao đành tâm ghé lối sang thuyền. Một con nữ bên sông xưa ngày ngày giặt lúa, mà nay trở thành một đồng đốc phu nhân. Bà ơi, cho đến hôm nay thì tôi mới biết tôi lầm khi đem lầu vàng yêu đương
xây trên bài cát. Tôi tưởng đâu khổ sầu đã làm cho bà tàn phai nhan sắc, nhưng nào ngờ bà vẫn vui cười trên gấm lụa vàng son. Trường Bảo, tôi thôi, chị xin dính biết ba anh Trường Bảo. Biết là anh lặn lội tìm em gấp chốn không? Tôi tiện xin được nhiêu để dành mua bánh mì ăn. Tí nó bệnh rồi chút xíu về mua thuốc cho nó uống. Về đi tìm mẹ. Tí ở đây nghe con, ba đi tìm mẹ chút nghe. Chị Hai ơi, cho hỏi thăm ơi. Chị Hai hay là chú Hai vậy? Tại vì nghe tiếng đi không có thấy đường, nghe thông cảm nha. Có thấy của ca sĩ thuộc quanh tướng lùng lùng cao cao, đẹp đẹp xấu xấu, vợ tôi đâu không? Quanh ơi em ở đâu? Em có biết là anh tìm em gấp chốn không? Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Chưa anh nghe tình yêu nhắc nhớ em đêm, nhớ tình nhớ lời ngọt ngào em, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này anh có nhớ em không? Có nghe tình yêu nhắc nhở trong lòng. Quanh ơi, em ở đâu? Nhớ từng nụ cười anh mắt, nhớ lời ngọt ngào. Câu thủy chung
đâu đành lỗi hẹn, không mong gì xung hợp đoàn viên. Hoàng kia cứ bay chất chồng, đôi mắt càng dòng, lòng ta như vui xa kiếm trong tới bời. Quanh, tiếng của ai có phải trục quanh không? Anh chưa. Quanh. Bà con cô bác ơi, qua đây cô ca sĩ trục quanh vợ con ở đâu không? Quanh em có biết là anh đã bao đêm bao ngày mong nhớ. Anh Dương, Dương ơi, ta sống bên nhau trong hạnh phúc em. Dương ơi, ta đâu? Nhưng ai kiếm xui cho mối tình tan vỡ. Tình chúng tôi nay đành lỡ làng, để tình chúng tôi nay đành lỡ rồi. Em ơi, tháng bảy mưa ngâu bắt cầu ổ thước cho dài ngân hà chất nơ hồi ngộ ngưu lan sau một năm dài xa dân. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mong, khóc hằng vì ai gây cảnh đắng cay. Biết biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ đen tối, mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Quán thân kiều gào tiếc cùng ai, sớ kia thương sầu thương tình ta, cách xa nhau rồi thương thành xanh. Ngoài kia lất phất mưa bay, ở đây giọt nắng giọt mây ngập lòng. Ngỡ rằng mình sẽ bên nhau, nhưng nào ngờ trời đại hai phương. Tình ta chia cách đôi nơi, chỉ mong cho tình ta mãi gần nhau. Anh hai anh có vợ nhỏ. Trời đất ơi, anh hai anh già vậy mà anh còn xanh tật ha. Thì già mới xanh tật, chứ còn trẻ thì sao? Chứ hồi đó ông cũng còn trẻ vậy. Chuyện đã 20 mấy năm rồi mà bà còn nhắc lại làm gì? Không nhắc thì ông cũng nhớ đó, chiếc nhẫn cà rá đó khắc hai chữ HL. HL là tên của ai? Có phải Hương Lan, Hương Lan không? Rồi bây giờ bà muốn tôi dục bỏ chiếc cà rá này hay sao? Nhưng mà tôi nói cho bà biết nha, dù tôi có dục bỏ chiếc cà rá này đi nữa thì nó vẫn còn cả trăm cả ngàn chiếc cà rá khác trong lòng tôi đâu bà. Ai không biết mà ông còn quảng cáo. Ông làm sao á mà ông quên được mẹ con đó. Chỉ có mẹ con tôi nè. Ông muốn quên hồi nào á là ông quên hả? Bà đừng có nói cái giọng ốc họng đó nghe không? Con nào cũng là con của tôi, cũng là dòng máu của tôi. Chắc không đó. Còn Lan nó cũng quá trời, nó mới đụng ông đó. Trước đó nó lấy ai tôi biết hết ông à. Cái ngữ đó mà là cô giáo. Con gái đặt tên Trường An, con trai thì Long Hồ. Chữ nghĩa giỏi quá mà, đặt tên để làm kỷ niệm mà. Thì con của tôi thì tôi đặt tên, chứ không phải ai đâu. Nhưng mà cái ngữ đó, hệ con gái á, lớn lên á, thì làm gì? Còn con trai á, thì ăn cướp. Trời trời, thôi bà hãy nín đi, chứ đừng làm con nói gió thêm lên. Chuyện có thì nói, chứ nói gió cái gì? Vợ chồng già mà bà chưa để cho tôi yên. Chuyện đã 20 năm
cũ mà bà khui lại như mới nguyên. Già cũ mà vẫn còn ghen hả? Tôi á thì tôi không có ghen, mà là tôi giận. Cũng tại mẹ con Lan á, mà mẹ con tôi lần đần. Thế ông mà còn đeo giết càng rá, là tôi còn nỗi khổ trong lòng. Còn nhớ đến ngày thiếu thốn tài bế tay bồng, cha thì thịt cá có thừa, còn con chỉ ăn toàn là tương giao. Bà bắt lỗi tôi thì bà thấy nhớ tới lỗi của bà. Tại sao tôi bỏ nhà đổi xuống Long Hồ để xa tỉnh Mỹ Tho? Trời ơi, đàn ông nào á có vợ bé á cũng đổi thừa là tại lỗi của dân lớn á. Phải rồi đó, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái nó nghe hết đi. Mỗi lần mà tôi nói nặng tới nó là ông nhắc chuyện cũ à. Ông là đàn ông mà ông hẹp hòi lắm. Bà khóc làm gì? Hễ mỗi lần có giận hờn rồi bà mới khóc. Chứ còn tôi khóc đã suốt 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần thấy bóng ngô môi mới điểm hồng trong gió chương. Mỗi lần nghe tiếng quét bánh phòng rộn rã đón xuân sang. Hễ mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngại thấy nhà chợ Trường An là tôi nhớ tới mùa xuân của đầu năm binh lương. Nhớ tới bóng dáng người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời khỏi Long Hồ. Tôi về Mỹ Tho để lo đầm bọc cho mẹ con bà. Mới đó mà đã ngót 20 năm giấu biển, tôi không hề nhận được tin tức của người xưa. Không biết mẹ con nó còn sống hay đã chết. Bởi vậy đêm đêm tôi nằm trằn trọc một mình đối diện với lương tâm. Phải đâu khi xuồng vừa tách bến xong là tôi đã chấm dứt tình thâm phụ tử. Thì khổ lắm ông à. Hồi ông say mê nó thì quá nghèo quá khổ, tôi có xuống đó mấy lần. Thiệt tình là tôi tới xin ông chút đỉnh để nuôi con. Vậy mà ông đối xử với tôi một cách lạnh lùng, bằng những tiếng bâng quơ, những lời trong chai. Tôi nhiều khi tôi tự kịp nghỉ ghen làm sao cho đừng xấu hổ ông à chồng. Ông không nghĩ tới tôi mà tôi vẫn nghĩ tới ông. Ông làm cho con Lan nó được mời kinh khi người vợ lớn. Ông à, trong trầu thì phải gai mương, làm trai hay vợ sao ông thương không đồng. Còn ăn trái nhãn lòng lia thia quen chậu sao vợ chồng ông vội quên nơi. Có nhiều đó mà bà cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Ông cứ nhắc tình thâm phụ tử. Bù hồi nhỏ tận nhân với con nghĩa nó sướng lắm sao. Nó sướng cái tình
mà hiện giờ tôi vẫn ở đây với tuổi nhỏ cho đến ngày tôi nhắm mắt nè bà. Chỉ tội nghiệp cho hai đứa kia, không biết nó sống chết thế nào, sống có được ấm no, chết có yên mồ mà. Trong khi ba của nó thì lên xe xuống ngựa, một cũng ông cò, hai cũng ông cò. Ôi ông cò là người cầm cân nấy mực, nhưng đôi với các con tôi thì lại có sự bất công. Quận này nè, tôi có trách nhiệm giữ trật tự an ninh, nhưng mà trong lòng tôi thì không hề có an ninh trật tự. Bà thấy không, tóc của tôi cứ bạc thêm nhiều, vì tôi mới 50 mà ngổn ngang trăm sự trăm chiều. Ai bị hút đeo bông chi? Còn về ở với bà, suốt 20 năm nay bà ghen đủ 7.200 lần. Trời đất ơi, ông thù quán gì tôi mà tính kỹ vậy? Ghen cái gì mà ghen 7.200 lần? Chứ không phải hay sao, 1 năm 12 tháng, 20 năm nó là 240 tháng, mà mỗi 1 tháng 30 ngày, như vậy có phải là 7.200 ngày không? Ghen gì mà ghen muộn ghen màng, ghen nguội ghen lạnh. Tôi ăn bánh bông lan bà cũng nói ăn để nhớ người xưa. Cái gì? Tôi mua mấy cái lẵng bông lan tôi treo trong nhà cho nó đẹp, bà cũng nói ăn treo để nhớ người xưa. Đúng rồi. Rồi đến nỗi mà anh Long anh rủ tôi hát cái bài Lan và Điệp, tôi cũng bị sượng nữa bà. Có cái chữ lan trong đó là tôi sượng à. Bà mà ghen thét á nha, tôi đâm đầu tôi vô Vô đâu? Vô một bà thứ ba nữa coi, bà còn ghen với má con An hay không cho bà biết. Trời đất ơi, đố con nhỏ nào dám á. Trời ơi, con nhỏ nào ba đầu sáu tay nhào vô thứ coi. Trời ơi, nói tới là ông Bình, Bình cứ tới giật chồng người ta. Trời ơi, ông mà Bình nó hoài, tôi tự giận tôi chết cho ông coi nè. Bà làm gì vậy? Đâu rồi? Bà làm gì vậy? Tôi đi kiếm con dao. Kiếm dao chi? Thôi, chết dao nó bày nhầy lắm. Súng đây nè, bà làm gì làm đi. Ông bắn tôi đi, ông giết tôi đi. Anh Long cho em mượn cái súng coi. Bà đứng yên nha, tôi bắn thẳng vô bàn tay bà một cái cho bà biết tôi. Nè, 1, 2. Quỷ à, trời ơi, lần tôi muốn đứng thêm à. Bà ghen lần này nữa là 7.201 lần rồi đó nha. Trời ơi, tôi biết rồi mà, ông này sao cứ phá từ hoài à. Thôi, khách khứa tới rồi, có anh Long anh ngồi đây để tôi uống nước trà với ảnh. Còn bà ra làm sao nấu cơm đi, rồi mai ghen tiếp. Thôi, để tôi vô nấu cơm. Dạ hết. Bye. Bên anh
buồn vui năm tháng, anh sẽ tìm thấy ở bên em. Anh sẽ về lại quy nhơn mà làm thơ ca tùng trăng vàng, trăng của quê hương vẫn nặng lòng thương nhớ. Từ lâu em mong đợi như cánh chim phiêu bạc giữa dòng đời, không còn ai thương tưởng như lại đã yêu anh. Tình thế thái là đây, giờ bên anh có còn một mái đình, người mà anh đã bỏ quên suốt tháng đời con gái. Nhớ vui ngày còn lại, anh cho em là hạnh phúc lắm rồi, đó là niềm vui là hạnh phúc của Mai Đình. Mai Đình ơi, anh mới là người mang ơn sâu nghĩa nặng, nguyện tôn thờ suốt cuộc đời anh. Anh Trinh, Mai Đình, kể từ nay anh đã mang một chứng bệnh hồi hồi. Anh Trí, em hãy xa lánh anh đi. Anh Trí ơi, buồn ơi hai tiếng ta lấy đâu để, vì đâu ai đưa mình cách xa. Từ nay trong gió lời than thương buồn, lời thơ anh sẽ dệt gắm theo qua, lấy máu hòa trong ánh trăng, đem gió hòa trong ấy thơ, đau thương anh lắm cần mơ. Lấy máu hòa trong ánh trăng, đem gió hòa trong ấy thơ, đau cầm ơi. Nếu em sợ tiền tự ly thì em hãy về đi cho anh gối tròn thân phận, vì cuộc đời anh không dám chờ tình em cho nặng gánh phiêu bồng. Đêm nay là mười sáu trăng tròn, ai sẽ thay anh làm thơ ca tùng nhắc nhớ tình mình qua mấy mùa trăng. Trăng không còn là trăng của tình duyên, mà trăng treo chơi vơi trên cành leo rủ đời chờ. Thấm lạnh vào hồn từng gió bờ vai của người bạn chung tình. Anh Trí, Mai Đình, em giận lắm phải không? Anh Trí ơi, em giận là đúng rồi. Nhưng mà nghe nói nè, từ Quy Nhơn vào đây em có mang theo món quà gì để tặng cho anh không? Nói dạ. Trí ơi, từ Quy Nhơn vào đây một con
quà nhỏ nhỏ. Đó là tên của mẹ cha, để anh không bỡ ngỡ lúc quay về. Và một bài thơ nét chữ đã nhạt nhòa, đó là nắng của anh còn để lại trong lòng người con. Tàn dẹp xem nhân về làm mẫu dân, chẳng chẳng còn ai tới đây để mà dành dân. Không lẽ đời em mãi chịu thiệt thôi. Mai Đình, anh Trí, anh Trí đây, đứng gần em đây. Anh Trí ơi, anh về rồi, anh đừng đi nữa nghe anh. Nghe anh, anh đừng đi nữa nha. Mai Đình, Mai Đình ơi, em đừng nói một lời nào nữa, cả đầy đủ lắm rồi, cuộc hạnh ngộ quá đau thương. Phải, hàng Bạch Tử chỉ là một bức danh mà người đời có thể quên khi một thơ đã cạn. Khi mà giờ đây anh không còn tâm quyết để ca tụng lên những dần trăng sáng, mà giờ đây anh chỉ là một kẻ phê nhân với kiếp sống ma thật nguyện bất diệt. Cái tên Nguyễn Trọng Trí đã bỏ quên, mà tại cho em đem dòng hồn trinh cất giờ. Bây giờ anh nói tiếng yêu em. Thank you.
rồi bây giờ phải khổ phải sầu, phải sầu phải hận một mình em bỏ tôi. Anh đi tìm em chứ em ở
niệm xưa, người con gái đi mở đường mang thu khách yêu thương. Anh nhớ đây kỷ niệm của núi rừng, của tuổi xuân trong những tháng ngày mình đấu tranh gian khổ. Nhưng tiếng hát năm xưa còn vang đậm đến hôm nay là khúc cái hoàng ca của ngài non sông. Rừng Trường Sơn còn anh gian khúc hát nghe tự hào. Xen qua đường xưa lối cũ, đường qua cây cầu con suối nhỏ và ánh trăng đơn. Rồi năm tháng trôi qua kỷ niệm vẫn êm đềm, anh mang thương nhớ vững lòng đi chiến đấu. Nay xe anh lại qua đường xưa, cô làm gợi lại cho lòng bao kỷ niệm Trường Sơn. Anh đi tìm em, chờ em ở nơi đâu mà đường vô đang say càng yêu con đường ta đi ngày nay. Hỡi người con gái đang dạy dầu mưa nắng Trường Sơn, tuổi xuân em phơi phới năm xưa đi mở đường. Chỉ tìm em khắp chốn non sông, anh đang thương nhớ bóng hình em yêu. Quê hương đất nước đẹp giàu, qua trong khúc hát tươi màu núi sông.